Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2007, tỷ lệ người bị mù lòa cả hai mắt trên địa bàn tỉnh chiếm gần 3,01%, và đến nay thì giảm xuống còn dưới 1,5%. Các bệnh lý về mắt như glaucoma, đục thủy tinh thể, tật khúc xạ được can thiệp và điều trị sớm, làm giảm các biến chứng đi kèm. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đôi mắt, những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng liên tục đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện mắt, nhằm nâng cao năng lực điều trị cho bệnh viện mắt. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Bà Rịa Vũng Tàu đạt được kết quả cao trong thực hiện chăm sóc mắt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể bằng phương pháp mổ phaco, một trong những phương pháp mổ hiện đại, an toàn, hiệu quả nhất hiện nay. Phương pháp này được Bệnh viện Mắt thực hiện từ cuối năm 2017. Hiện trung bình mỗi tuần, Bệnh viện Mắt tỉnh phẫu thuật cho từ 120 đến 150 bệnh nhân và chưa ghi nhận bất kỳ một sự cố y khoa nào. Mắt bị đục thủy tinh thể cũng phải mấy năm rồi. Năm ngoái, năm tháng 9 năm ngoái tôi mổ con mắt phải, năm nay tôi mổ con mắt trái. Sau khi mổ thì coi như là mắt tôi rất sáng, phải nói là rất sáng. Thấy đấy bác sĩ tất cả đều là từ dưới lên rất là tận tình, phải nói là chú đạo, coi như là vừa là phục vụ nhưng mà vừa hướng dẫn mình chú đạo. Còn đây là một buổi tiêm nội nhãn để điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý võng mạc tại Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiêm nội nhãn là một trong những kỹ thuật điều trị chuyên sâu, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của bác sĩ thực hiện. Trước đây, khi cần thực hiện tiêm nội nhãn, Bệnh viện Mắt phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Từ năm 2018, bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật điều trị này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện tiêm nội nhãn cho gần 700 bệnh nhân. Sau điều trị, thị lực của bệnh nhân đều cải thiện tốt. Mờ lắm, nó không có thấy rõ. Rồi từ khi điều trị cái là nó mắt nó cải thiện rất tốt. Nâng cao năng lực điều trị cho Bệnh viện Mắt cũng là tạo thuận lợi để người dân Bà Rịa Vũng Tàu được khám và điều trị mắt chuyên sâu ngay tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục đầu tư cho Bệnh viện Mắt nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp cắt lớp OCT, máy phẫu thuật phaco thế hệ mới, máy laser IAG, máy đo nhãn áp bằng hơi, máy kính hiển vi phẫu thuật. Bệnh viện Mắt cũng liên tục cử đội ngũ y bác sĩ đi đào tạo các khóa ngắn hạn, dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Tất cả các trang thiết bị hiện đại nhất trong ngành nhãn khoa thì đều Bệnh viện Mắt đều được Ủy ban nhân tỉnh và Sở Y tế trang bị. Đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho cái đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Mắt tiếp cận nhanh với kỹ thuật mới và đồng thời là áp dụng được các cái kỹ thuật tiên tiến nhất để triển khai tại Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ cho người dân tốt hơn. Nâng cao nhận thức cho người dân về chăm sóc mắt, kịp thời phát hiện các bệnh lý về mắt trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu vùng xa. Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Mắt khám và điều trị cho hơn 500 bệnh nhân, tăng gần 35% so với năm 2015. Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân đến khám ngay những ngày đầu khi mắt có dấu hiệu bị bệnh lên đến gần 60%. Trong cái thời gian sắp tới, bệnh viện sẽ đi sâu triển khai kỹ cái hoạt động về chăm sóc bệnh glaucoma là một cái bệnh mà trong ba cái bệnh đó gây mù lòa. Thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường các cái biện pháp điều trị, quản lý và chăm sóc bệnh nhân võng mạc đái tháo đường là một cái tỷ lệ bệnh đang ngày một tăng cao. Và hiện nay thì bệnh viện cũng đã gửi bác sĩ đi đào tạo, chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị để sắp tới đây sẽ triển khai các cái hoạt động khám, điều trị, phẫu thuật cho mắt trẻ em. Thực hiện công tác phòng ngừa, nâng cao chất lượng thị giác, chống mù lòa, Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng chiến lược phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống mù lòa. Bệnh viện cũng đã đẩy mạnh hoạt động phẫu thuật đục thủy tinh thể, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai thêm một số kỹ thuật điều trị chuyên sâu, tập trung triển khai chương trình hạn chế khúc xạ học đường.